kính chào quý vị, chúng tôi là Nguyễn Lê Đào với San Jose Có Gì Lạ. Con kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái tin tức mà thể theo lời yêu cầu của một vị trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở miền Bắc California. Anh gọi đến cho Hạnh Cao hôm tuần trước và anh cho biết là có một cái sự việc xảy ra cho anh mà Hạnh Cao rất là may mắn được giúp anh trong cái case này của anh. Đó là kính thưa quý vị, đó là một việc mà tạm gọi là sự lừa gạt đó, mà có cái tầm vóc quốc tế, là bởi vì anh nhận được một cái cú điện thoại của một người gọi đến từ Sở An sinh Xã hội, tức là Social Security Administration. Và người này bảo với anh ta rằng cái số xã hội của ông á, chúng tôi nhận ra đó là nó match vô với lại một cái số xã hội của một cái kẻ lường gạt người ta mở 25 cái bank account trên 25 ngân hàng trên quốc tế, và tổng số tiền mà anh đã chuyển vô cho 25 cái chương mục đó là 2,5 triệu Mỹ Kim. Thì anh này thoáng nghe như vậy đó, anh nghĩ đây là có cái gì đó đáng khả nghi, và nhất là khi mà đòi anh phải đưa ra cái số xã hội của anh để họ kiểm chứng xem có giống cái số xã hội thật sự mà của cái trường hợp mà đang lừa gạt các cái chương mục ở trên quốc tế không. Thì anh thấy như vậy anh mới cúp điện thoại. Thì chỉ trong vòng 5 phút sau thôi, kính thưa quý vị, là anh lại nhận được một cái cú điện thoại nữa, lần này không phải là của Sở An sinh Xã hội mà lại trực tiếp của một người tự nhận mình là cảnh sát viên. Và cái số điện thoại mà anh ta thấy đó, thì nó lại trùng hợp với lại cái số điện thoại của Sở Cảnh sát ở San Jose. Và cái người này mới nói với anh ta rằng tôi là cảnh sát viên của Sở Cảnh sát ở San Jose, tên tôi là Clay Warren, và còn cho cái số batch number cộng thêm với lại cái số điện thoại mà đúng chính xác là số điện thoại của Sở Cảnh sát ở thành phố San Jose. Thì anh này anh bán tin bán nghi, tại vì nó nửa thật mà nó nửa giả. Và cái người cảnh sát viên này tự nhận mình đó là cái người Clay Warren đó, mới nói rằng là chúng tôi biết là ông đã bất hợp pháp, ông đã mở 25 chương mục trên nhiều quốc gia trên quốc tế bất hợp pháp, tổng cộng cái số tiền là 2,5 triệu Mỹ Kim. Và bây giờ đó chúng tôi đòi hỏi, tức là Sở Cảnh sát thành phố San Jose đó, đòi hỏi ông á, là phải chuyển tất cả những cái số tiền mà hiện tại ông đang có trong cái chương mục của một ngân hàng ở thành phố San Jose, mà họ lại nói đúng cái tên ngân hàng của anh ta và đúng cái số tiền balance trong cái chương mục của anh ta của cái ngân hàng ở San Jose, là anh phải chuyển liền cái số tiền còn lại đó vào trong cái chương mục của bank account của Sở Cảnh sát thành phố San Jose, và cho luôn cái routing number và cái account number của Sở Cảnh sát của thành phố San Jose. Thì anh này anh nửa sợ mà anh nửa nghi ngờ, cho nên anh không biết làm sao, anh mới chạy lại ngân hàng của anh và anh kể hết cái sự tình ra. Thì nhân viên của ngân hàng cũng rất là hiểu biết và chặn anh lại liền và nói cái trường hợp này không thể nào xảy ra được, mà có thể đây là một cái scam, đây là một cái sự lừa gạt, vì không có khi nào một cái Sở Cảnh sát mà lại gọi điện thoại, mình chẳng biết người đó là ai, xong rồi bảo mình là bỏ vào cái chương mục mà mình cũng không biết có thật sự là của Sở Cảnh sát hay không. Cho nên họ đề nghị là anh không làm gì hết. Nhưng mà anh này anh ở trong cái tình trạng này cũng sợ, nếu thật sự là cảnh sát thì anh bị tội không. Cho nên là tự dưng lúc mà anh ngồi anh định tâm lại thì anh nói không biết sao em lại nghĩ tới cái số điện thoại của chị, em mở lên em gọi cho chị Hạnh Giao. Thì khi anh gọi cho Hạnh Giao thì lại đúng lúc Hạnh Giao đang có cái break time, cho nên Hạnh Giao có thể bắt phone được. Thì khi Hạnh Giao nhận được cái cú phone của anh đó, Hạnh Giao nói anh đừng có làm gì hết, anh ngồi ngay đó đi để tôi gọi điện thoại cho vị đại úy cảnh sát của Sở Cảnh sát thuộc thành phố San Jose. Thì khi mà Hạnh Giao gọi điện thoại cho đại úy Tạ đó, Captain Tạ đó, thì người đại úy này mới nói là chị Hạnh Giao ơi, chị nói anh ở nguyên tại chỗ để cái người đại úy này sẽ cử nhân viên của Sở Cảnh sát đến làm việc và làm biên bản, vì đây thật sự là một cái scam, thật sự là một cái sự lường gạt. Thì tao cũng gọi đến cho cái người bạn này và tao nói là anh đợi đi, họ sẽ đến tìm anh và họ sẽ giải quyết vấn đề cho anh.
Thì thật sự thưa với quý vị á, là cái người đại úy cảnh sát Việt Nam này đó, người Mỹ gốc Việt đó, không những là gửi đến cho Hạnh Giao một người cảnh sát để làm việc với anh bạn này, mà thật sự là không phải hai người nữa mà là ba người cảnh sát để làm việc. Và mặc dù là mọi người đều biết rằng đây là một cái vụ lừa gạt mà có thể là cái thủ phạm không có ở nước Mỹ mà ở một cái nước nào đó ở trên thế giới, phải không ạ? Nhưng mà mình vẫn phải làm biên bản để như vậy cảnh sát họ mới bắt đầu họ để ý đến những cái cuộc điện thoại từ xa đến thành phố San Jose, và đồng thời cũng để họ gửi cho FBI, cho CIA làm việc, đúng quý vị. Nếu chúng ta không có làm biên bản, nếu chúng ta không báo cáo cho sở cảnh sát thì những cái chuyện này nó còn xảy ra nhiều nữa, và sẽ có những cái người ngây thơ vô tội trong cộng đồng của chúng ta chẳng hạn, vì chúng ta không có nắm vững luật pháp là những cái chuyện như vậy không thể thực hiện trên cú điện thoại được. Thì có thể là chúng ta nghe thấy cảnh sát, rồi chúng ta nghe thấy cơ quan của chính phủ là chúng ta vội vàng chúng ta đưa hết những cái personal information, những cái tài liệu hay là những cái information riêng của mình đó, của cá nhân mình đó. Thành ra anh mới thúc giục Hạnh Thao là chỉ phải làm một cái YouTube video để cho em có thể em gửi cho tất cả những người bạn của em, để cho cộng đồng của mình có thể tránh được cái nạn này. Thì thưa với quý vị, Hạnh Thao xin nhắc lại là có hai điều. Thứ nhất đó, Sở An sinh Xã hội họ không có thì giờ như người ta gọi là quấn, họ không có rảnh rỗi mà tự nhiên họ gọi điện thoại đến cho mình, họ nói "You có thể cho tôi verify không?" Không bao giờ có chuyện đó. Họ phải gửi những cái giấy tờ hợp pháp đến và để cho mình có thể xem xét lại, rồi họ mới từ từ họ giới thiệu từng người một, và có cái phương cách làm việc để mình biết đó là người thật việc thật. Và thứ nhì là không bao giờ mà sở cảnh sát họ lại gọi mình đến, họ bị ông làm việc bất hợp pháp, bây giờ ông làm mơ nông chuyển hết cái số tiền của ông vào trong cái ngân hàng, cái chương mục của sở cảnh sát, không có bao giờ có cái chuyện đó. Nếu thật sự mình làm việc bất hợp pháp đó, thì tự động sở cảnh sát họ đến, họ trình diện ngay trước nhà mình và họ kéo mình vào bóp cảnh sát. Cái chuyện đó là ai cũng phải hiểu, chứ không đời nào mà sở cảnh sát lại có những cái cuộc điện thoại thật là dấm dớ như vậy, không thưa quý vị. Thành ra có hai điều mình cần để ý, và cái điều thứ ba đó là nếu những trường hợp đó xảy ra đó, mình phải nói liền. Tôi biết đây là sự lừa gạt, dù mà còn gọi cho tôi nữa đó là FBI sẽ nói chuyện với you. Quý vị chỉ cần nói như vậy thôi, và quý vị phải báo cáo cho sở cảnh sát để cho cơ quan chính quyền họ có cái phương cách họ bắt được những cái đường dây như vậy. Và đó là một cái cách để mà mình có thể đóng góp vào trong cộng đồng của mình, để cho thành phố của mình được lành mạnh hơn, mình có được cái cuộc sống tốt và sống vui, sống khỏe, cũng không đau đớn, phải không ạ? Và anh ta xin gửi đến với quý vị từ San Jose có gì lạ, và rất mong là chúng ta có những cái tin như vậy hay là có những cái kinh nghiệm như vậy đó, chúng ta chia sẻ với nhau để làm lợi ích cho cộng đồng. Xin cảm ơn tất cả quý vị.